cái video này thì Kevin sẽ hướng dẫn các bạn cách chọn sàn giao dịch hay gọi là cách chọn nhà môi giới broker tốt để chúng ta tiến hành giao dịch. Trong các tiêu chí để chọn sàn ấy, thì Kevin sẽ chọn những cái sàn mà nó gọi là spec thấp. Spec thấp là giá chênh lệch giá mua giá bán thấp, thì khi chúng ta gọi là mua bán thì chúng ta sẽ có lợi nhuận cao. Cái thứ hai là vấn đề chúng ta sẽ chọn cái sàn khớp lệnh nhanh. Khi chúng ta gọi là mua bán cắt lỗ chốt lời là phải chính xác ngay, nó phải khớp lệnh ngay, thì tránh tình trạng những cái sàn nó sẽ quay trở lại quay một lúc, thì cho nên chúng ta sẽ chốt lời nó sẽ bị mất cái phần chốt lời đi, và khi chúng ta cắt lỗ thì nó sẽ lỗ nhiều hơn, vấn đề hơn chúng ta sẽ có thể lo. Cái thứ ba là ít tiền giá. Ít tiền giá là khi mà có những cái tin biến động mạnh chúng ta vào mua bán thì nó sẽ vấn đề là trượt theo cái giá mà chúng ta đã định chắc mua, thì vấn đề chúng ta sẽ lựa chọn cái sàn mà ít tiền giá hết. Và cái tiếp theo là tiền hoa hồng thấp với commission, mà mỗi khi chúng ta đăng ký như ECN thì sàn yêu cầu chúng ta sẽ trả một khoản hoa hồng, thì chúng ta sẽ cân nhắc những cái sàn mà tính phí hoa hồng với chúng ta có phù hợp. Những cái quan trọng nhất đối với sàn ấy, thì chúng ta phải yêu cầu để coi cái sàn nó có đầy đủ những cái chỉ như là FSA là Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Anh cấp, rồi có những cái chứng chỉ như NFA là Hiệp hội Giao dịch của Tương lai của Mỹ, và CFTC là Ủy ban về Giao dịch Hàng hóa Tương lai của Mỹ cấp, và SEC là Ủy ban Giao dịch Chứng khoán, nó phải có đầy đủ những cái chứng chỉ như thế, gọi là chứng chỉ hành nghề thì nó đảm bảo là vấn đề là họ mạnh về tài chính, thanh khoản tốt, để chúng ta tiến hành giao dịch thì nó yên tâm hơn, và chúng ta sẽ tiền đầu tư chúng ta sẽ không sợ bị mất. Và bài tiếp theo thì Kevin sẽ chia sẻ với các bạn cách làm sao để trở thành nhà đầu tư độc lập. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị vào video tiếp theo.